giờ tối đọc chắc không biết đến bao nhiêu lâu đến khi mà phải xong được việc mới thôi, vì là chỉ còn hôm nay hôm sau và đâu hôm sau là cũng full lịch rồi, mình không tập được nên hôm sau nữa, và thế là chạy sân khấu rồi. Nhà khá là hồi hộp, mình không biết là tập bên nó sẽ ra sao và như thế nào, nhưng mà mình hy vọng là sẽ hay. Sáng nó còn phải đi thu để làm sao để có cái phần bè nữa, bởi vì lúc mình hát trên sân khấu á là mình đâu có tự bè cho mình được, và mình muốn là cái âm nhạc của mình là phải có bè bối, phải có nhảy như kia nó mới hay, và những cái đó là bè nhá, và còn phải dùng effect trên bè nữa, cái bè nó phải bay bay rồi nó còn phải rất là nhiều những cái thứ khác nữa, chứ không phải là chỉ có hát lên như thế này không. À, mình đã đi nhuộm lông mày sau khi mà mình nhuộm tóc thì bây giờ mình quyết định là nhuộm lông mày để cho không biết mọi người thấy đẹp không. Bây giờ thì bye bye đây rồi. Lần nào đi mà cũng cứ lộn đường, sao chả nhớ đường nào với cả cái đường nào thế. Ở Sài Gòn đến nay là năm thứ mấy rồi mà vẫn cảm giác như là lần đầu đến Sài Gòn thôi trời. Muốn cái tiếng Việt mau ta. Nước sôi. Ờ em nước sôi, ok. Và em cho Du Bảo năm nhiêu? 2004 hả? Của em sinh năm nhiêu? 94 hả? Trời ơi, 996 này. Đi đó, thì có hỏa tấu đấy thôi được rồi. Có khi còn kịp đấy. Nhìn trông vặn vặn tưởng rất là hoành tráng. Ai về?
đang đi gội đầu, bởi vì là từ tối hôm qua, từ đêm hôm qua giờ mình không có thời gian để gội đầu luôn, bởi vì đêm qua mình về lúc 12 giờ đêm và mình hơn 12 giờ đêm mà mình không thể gội đầu vào giờ đó, và sáng nay mình phải dậy sớm để chạy ra sao check sân khấu. Và mình đầu mình còn nguyên keo luôn. Sáng nay bà Hậu đến nhà và vẫn đang thấy mình nằm trèo queo ở trên giường. Và bây giờ mình không thể nào mà làm kiểu tóc nào khác nếu mà mình không gội đầu, vậy là mình đã phải tản qua đây để gội đầu. Sau đấy mình sẽ bê nguyên cái đầu ướt này đi ra đó, bởi vì không có kịp thời gian, mình chỉ có 10 phút thôi. Ngay cả bạn gội đầu bạn đang chốc hành với mình đây, và cái đầu thì rất là nhiều keo ấy, nó lại nhiều keo hơn ngày bình thường nữa. À, đối với mình là một sự kiện rất là quan trọng, bởi vì là mình mang toàn bộ full cái set âm nhạc của mình lên sân khấu, một cái stage mà lớn như thế. Mình có nghĩ là đây là cái khoảng không gian em biển nó là cái phù hợp nhất với âm nhạc của mình. Bởi vì mình đánh và mình thực sự là mình live cùng với band nữa mà lại nhạc điện tử, nên rất là đấy là ví dụ các bạn nhìn thấy trong vlog các bạn sẽ thấy là riêng một cái bàn của Thành thôi không biết bao nhiêu dây dở vào đó, và cái công việc chúng mình phải chuẩn bị hàng tuần trước đó thì chỉ để có những cái check đó để mà cắm dây cắm dợ vào, xong là bắt đầu mới làm. Và đó là một cái start cho cái hy vọng là cái start này với cái nó sẽ là một cái start rất là tốt cho cái studio season của mình, vì mình muốn là thực sự là lần đầu tiên ở Việt Nam mà với nhạc điện tử mà live được. Thì hello anh, thì đấy là một cái sự cố gắng rất là nhiều của Ben, của Hương và Hương. Và sau cái set này thì là cái studio season đó, rồi cái album thứ hai nữa, rất là căng thẳng, sợ không thể nó có được như ý muốn không, kiểu như thế. Này mình có thêm hai cái này mình sẽ giữ để trước khi lên sân khấu mới được tháo ra, và hy vọng là hôm nay sẽ rất là slay, rất là bay, rất là feel và rất là bùi lên hơn trên sân khấu nhất từ trước đến nay. Hello. Yeah. On the way. We're going to have some fun tonight, right? Okay, giờ mình sẽ đi ra sân khấu Hò Dô. Lúc đầu là diễn lúc 5:30 đúng không? Tưởng là bắt được tí hoàng hôn, bây giờ trời tối om mất rồi. Nhưng mà cũng sẽ là một cái set rất là đẹp khi mà kiểu trời tối như thế. Và mình rất là háo hức, mình rất là mong chờ được lên sân khấu. Mình thực sự là mình rất mong được cái cảm giác mình sẽ lên sân khấu và hát cái set nhạc này cùng với mọi người.
rất là xin cảm ơn toàn thể khán giả của họ do những bạn trong fandom của Hương đang gào thét quá trời luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you so much. Thank you so much, Hoàng Gia. Ok, 1, 2, 3, 4. Cũng là mình đã plan cái plan này trước khi mà Hò Dô mời. Và may quá khi Hò Dô mời là một cái dịp để mình mang set nhạc cho sân khấu. Thực ra cái set nhạc này là mình sẽ làm lại toàn bộ các ca khúc của album đầu tiên để thành một cái studio season. Sau đó mình sẽ ra album thứ hai và sẽ ra một cái live show rất là Bùi Lan Hương, một cái thế giới huyền ảo để cho mọi người đến đó với một cái tinh thần nghe nhạc, đi vào trong thế giới cùng với khác với Bùi Lan Hương kiểu như thế. Với khán giả thì Hương rất là cảm ơn khán giả đã yêu thương Bùi Lan Hương và các anh chị em nghệ sĩ nói chung, đã tới Hò Dô, đã dành thời gian để cổ vũ và hy vọng là tinh thần nghe nhạc của chúng ta sẽ luôn luôn như thế này. Chúng ta sẽ luôn luôn yêu âm nhạc, luôn yêu đời và luôn luôn cảm thấy là trong cuộc sống sẽ vẫn có nhau. Mỗi khi mà đến festival này là một cái câu key của Hương là We are here for connection. Em mình nhớ ôi nhớ liền.